Bao nhiêu người gặp những đức á. Hôm qua có anh Lợi nói: con nè Tài. Thôi. Anh sao? Huynh vợ huynh con, huynh anh em, huynh cha luôn. Tu được không? Gặp nó hỏi tới ghê. Mặt kênh. Mình nói quýnh tao cũng tu được nữa. Rồi nó nói vậy rồi giờ nói sao bây giờ? Mình nói thì quýnh tao luôn đi, mày tu cũng được nữa. Thấy không? Nói nó mù giờ nào bật. Nói đến câu đó là chặn đứng lên luôn đó quý vị. Khỏi cần lý giải gì nữa chứ. Bây giờ anh quýnh ai thì anh quýnh lúc trước anh chưa hiểu. Bây giờ tu là tu sửa bây giờ. Con người đừng có sợ cái khởi đầu. Chúng ta là ưa bị cái bệnh. Đã đi xa rồi không chịu quay đầu. Quay đầu vẫn có cơ hội hơn chứ. Đúng quý vị. Thật sự mà nói chúng ta dù có đi xa thì xa, nhưng chúng ta thấy con đường khác ngon. Chúng ta bước qua con đường khác là quay đầu chứ gì. Chúng ta cũng không dạy gì để quay lại nên để xa. Chúng ta chỉ cần bước qua con đường khác là xong rồi. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời là như vậy. Ai mà tu không được? Con người mà ai mà không có cái sai. Cái nhân duyên của mình từ khi mình được gặp Phật Pháp là sớm. Mình chưa tưởng là mình không sai. Mình cũng có sai, nhưng mà cái nhân duyên của mình đi tu vậy đó. Còn người ta là người ta gặp Phật Pháp dễ, người ta sai thời gian dài. Mình nói sai quá sao tu được thì thua. Mình đi đưa cái oai nghi mình học, đi đưa cái quy tắc của mình để đặt vào con người mà người ta mới bước vào đạo, không có phù hợp một chút nào hết. Trước nhất mình phải dạy cho người ta, mình phải cho người ta bước vô trong cửa Phật, rồi cho người ta cơ hội từ từ, rồi lúc đó tự người ta nhìn nhận Phật Pháp, rồi tự người ta có oai nghi. Đúng không? Đó, như vậy thì ai mà không tu được quý vị. Những đức nói quý vị, không lẽ cuộc đời mình đi chửi người ta hoài. Thì bây giờ mình nghe đạo, mình thấy cái điều này nó không được rồi. Thôi mình đừng có chửi người ta nữa thôi. Rồi đó tới giờ mình gặp trai là mình chết chết mắt. Mình có chồng rồi đó, gặp đàn ông rồi được chứ, gặp trai ngon ngon là mình chớp lia mắt hết chưa. Thì bây giờ mình nghe đạo rồi, thầy dạy từ hôm nay đừng chớp nữa, đừng có chợp nữa, hiểu không? Dù hồi đó tới giờ đó, mình tuy có chồng, mình đi làm, mình cũng gặp mối quan hệ nữa đó, nhưng mà từ hôm nay mình nghe thầy dạy rồi, từ hôm nay mình dừng lại đi, đừng có làm gì nữa, hiểu không? Mình ngưng luôn. Mình cũng không nói vòng vo với chồng nghe làm gì, sám hối gì, chồng mình nó có biết gì đâu sám hối. Mình sám hối với nó là chừng có chuyện xảy ra, lúc mà vậy nó chưa nói gì thì không có chuyện. Nhưng mà khi nghe đạo rồi đi sám hối với nó, cái chừng có chuyện, cái chuyện nó đã không đúng, thì mình đừng có nói gì, mình tự sửa. Mình im đi, mình sửa luôn. Từ đó về sau gói gọn nó lại. Nên cái câu nhà Đức thường đọc nó hay á: vĩ vãng qua rồi chớ vắng vương. Là những cái qua rồi đừng có kéo lại, chớ vắng vương. Tương lai chưa đến chớ lo lường. Cái tương lai nó chưa đến mà mình lo hoài làm cái gì? Nhiều người á, vĩ vãng thì đặt trong tâm nặng nề, tương lai thì cứ nghĩ những việc chưa đến, thấy không? Hiện tại tâm bình thì là đạo, niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Đó. Nên những cái gì á, mình á, nói thật sự mà nói nghe quý vị, mình là phàm phu mà có những lúc mình đối duyên đối cảnh với con người, có những lúc bản thân của mình nó cũng phải có một cái gì có niềm vui một chút, cả mình đi tu. Có khi mình đối duyên đối cảnh với con người, có những lúc mình cũng phải thoải mái một chút mà không phải nằm trong phạm vi sai lầm. Thì những điều đó mình cũng đừng có chăng thật mà mình đi nói cho chồng hay vợ nghe làm gì. Vì cái chuyện đó nó cũng không nằm vào cái phạm vi gì sai lầm quá. Chứ đừng có thiệt thà mà đi trở thành có chuyện xảy ra. Con người người ta nó nghe một việc bình thường, nó suy tính cái việc ghê gớp. Hiểu không? Có những việc mình gói gọn nó lại đi. Miễn sao mà mình thấy nó an lạc nó cũng vui.
Chứ mình ra ngoài mình nói chuyện với người ta, thí dụ như mình gặp trai thì mình cũng cười một cái rồi xong, mình không có nghĩ cái gì. Mình gặp người thì mình cũng chào hỏi một cái rồi xong, cái chuyện đó mình gói gọn mình bỏ qua một bên, chúng ta không quan tâm tới làm gì. Còn những chuyện ngày xưa mình chưa học Phật, mình lỡ mình nhiều cái sai quá, mình phạm phải nhiều cái qua vô công ty xí nghiệp rồi mình làm, mình cũng tứ tung lang thang, đi uống cà phê, đi karaoke, đi nhậu, cũng cặp tay với thằng khác đâu, chồng không biết. Thí dụ có những người cũng bị vậy đó. Thì thôi bây giờ mình học đạo, mình nghe rồi, từ hôm nay mình chấm dứt cái việc này, đừng có làm gì nữa, hiểu không? Cũng đừng lên Phật pháp nhiệm màu gì chứ nha, đừng có lên, tự sửa đi. Người ta cũng biết mình tính tình sao mà bây giờ mà đường vị người ta nhìn Phật pháp người ta thấy tốt. Nà, còn mình lên Phật pháp nhiệm màu, mình lên này lên kia màu màu, cuối cùng mai mốt mình không làm được, nó quay ngược 180 độ lại mất công. Im im đi, quan gia nó cũng đỡ nhìn mình, dễ tu hơn. Đó, quý vị biết trong cuộc đời này ai mà không sai? Có ai mà không sai không? À, những đứa tu tu chứ mà lâu lâu những đứa gặp mấy câu sùng sồn khi cũng chọc cho vui. Thật sự mà nói, đi ngang gặp cái nè, nè, nè. Không lẽ ông thầy mắc nết còn hơn. Ý nói là gì? Còn hơn không có gì nhưng mà trong tâm, hiểu không? Nó quý vị ơi, trong cái thời cuộc này mà đòi hỏi cao quá đâu có, cứ đòi hỏi tròn vẹn không à, được voi đòi kiến, không à. Ý nói là vì đường vậy rồi mà cuối cùng nó mắc hết trơn, nó còn con kiến á, hiểu không? Được là được, được là được rồi, đừng có để nó mắc tiêu cái được đó luôn, hiểu không? Giờ có nhiều người nói bây giờ nhiều người tu hư dữ lắm, có hư gì hư đi chăng nữa cũng đâu đến nỗi mà cướp của giết người, cũng là dùng lời lẽ mà nói thật sự, khéo léo rồi tự bị phát tâm, chứ có đi ăn cướp của giết người của ai đâu. Thì bước ra ngoài đợi bị coi kìa, xe người ta để gì phá cổ xe, lấy xe của người ta, dạng bị đeo giật. Quý vị có thấy người tu rồi đi giật dây chuyền người ta không? Tại sao chúng ta không cân bằng lại? Nếu mà trong đạo Phật hoàn toàn điều chăn tu không thì đâu gọi là mạt pháp. Đã nói là mạt pháp thì phải có bậc giả tu thị hiện trong cái cõi đời ô trượt này chứ. Nghe quý vị, tại sao chúng ta đi nhìn người tu không, chúng ta không nhìn cái người không tu á? Người không tu ngoài đời vì nó người không tu nói làm chi, nói làm chi gì, xã hội đều có giáo dục mà, con người từ khi sinh ra cũng được đi học và được giáo dục. Vậy tại sao nhiều con người hư hỏng như vậy? Vậy tại sao mình không xem lại cái nền giáo dục của mình mà mình đi đẩy giáo dục của Phật Đà hoài à? Hiểu không? Nó, nên từ nơi đó dù họ có hư cỡ nào họ cũng không đến nỗi cướp cổ giết người, không đến nỗi giật đi dây chuyền, không đến nỗi bẻ cổ xe anh ta. Nếu như quý vị xã hội bị học đường chút, quý vị có dùng lời lẽ khéo léo mà quý vị chánh tông với người khác không? Quý vị có thể có khả năng đối mặt với người khác để nói chuyện với người khác mà người ta có thể đưa tiền quý vị, quý vị làm đi. Làm được nèo này quý vị quá hay luôn rồi, đúng không quý vị? Tại sao người học Phật họ hay dữ vậy? Sức ảnh hưởng họ lớn dữ quý vị. Họ làm cái gì họ nói lên cái là người ta đưa ào ào. Còn mình tại sao nói mà người ta không đưa? Dù cỡ nào đi chăng nữa họ không có vợ không có con nên người ta tin họ. Mình có một gia đình người ta không tin mình đó quý vị. Ta sợ mình đem của cho gia đình mình đó. Nó nên từ nơi đó cũng hiếm có cái chuyện mà người đi tu mà mua nhà mua cửa ở riêng, không có. Dù cỡ nào họ cũng ở chùa. Nên chúng ta nên nhìn nhận làm sao sâu sắc một chút, chứ đừng có đòi hỏi cao quá, đặt vấn đề cho người tu cao quá. Đã là nói là mạt pháp rồi, nhưng mà chắc chắn rằng cũng có nhiều người thật sự là bảo vệ đạo dữ lắm, muốn đem đạo pháp đi hoằng truyền. Nên cái giáo pháp Đức Phật đó tính ra gần 3.000 năm mà còn tồn tại. Nhớ thì nhớ nha, bây giờ chưa được 3.000 năm đó, còn hơn 9.000 năm nữa đó, cái giáo pháp Đức Phật á, thì trong cái thời gian hơn 9.000 năm này, quý vị biết đó, nó cũng còn thịnh suy. Quý vị cứ yên tâm đi,
Phật Bồ Tát xuống hoài à, lo cái gì? Thấy không? Cũng có người đến để chấn chỉnh thôi, chứ tại giáo pháp Đức Phật còn hơn 9.000 năm nữa Phật Bồ Tát không xuống đây, ai chấn chỉnh đây? Dù có si cỡ nào thì cũng có Phật Bồ Tát xuống rồi, yên tâm đi Phật tử, cứ yên tâm. Mình ở địa phương nào mình lo tu đi, đừng có lo chùa chiền, ít có quý thầy hướng dẫn đạo, quý vị cứ chân thật nghe đạo và áp dụng đi, rồi tự nhiên Phật Bồ Tát sẽ đến cái địa phương đó. 100% quý vị biết á, Phật Bồ Tát không có bỏ quý vị đâu. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nhập Niết Bàn rồi, nhưng cái giáo pháp và cái nguyện của ngài luôn luôn á, ở đây á, chỉ một chúng sanh nào có tâm hướng đạo là tức khắc các ngài sẽ thể hiện phù hợp với cái điều quý vị phát tâm mà các ngài đến độ. Đơn giản thôi, quý vị nghe như Đức chia sẻ Phật pháp thôi, có những lúc quý vị buồn là sẽ có bài pháp đó cho quý vị đó, phải không? Đó, nhà Đức là phàm phu thôi, mà cái câu nhà Đức nói ra và Bồ Tát chấn chỉnh ngay cái tâm quý vị cho quý vị nghe đó, dụng miệng phàm phu để nói chứ, nghe không? Mà nói cái đó thôi là mình biết Phật Bồ Tát từ bi cỡ nào rồi, khỏi cần lo. Nó nên yên tâm mà lo tu đi, dù người ta có như thế nào, rồi người tu có tiếng tâm gì, có đấu đá gì, mình hãy làm bổn phận của mình đi. Bây giờ quý vị coi, Phật đã dạy thờ mạt pháp đấu tranh kiên cố, không đấu tranh Phật nói sai hả? Xây dựng kiên cố, đấu tranh kiên cố, giành giật kiên cố, đủ chuyện kiên cố, đúng không? Rồi nhà mọc lên quý vị thấy không, cao ốc đồ nổi lên ầm ầm đầm đầm lên, kiên cố không nhìn đúng không? Nhưng kiên cố không? Quý vị coi có nhiều đất nước trên thế giới nhà cửa cao tầng rồi thành phố lớn, chứ căn động đất một cái sụp nát hết trơn, thấy không? Đó là Phật nói rõ ràng thành trụ ngoại không, phải không? Đó. Nhưng mà con người ta phải đấu tranh, nên Phật nói đấu tranh kiên cố. Đã là đấu tranh kiên cố, vì nói là cư sĩ thì đấu tranh, xuất gia không đấu tranh, vậy thì Phật nói sai hả? Đấu tranh kiên cố đó là Phật nói người tu cũng đấu tranh nữa. Mà cái chữ kiên cố này là quý vị biết cái chữ gì không? Là cái chữ đời đời kiếp kiếp. Cái chữ đời đời kiếp kiếp đã là nói với nhau để đấu tranh chứ không phải là mới đời này đâu. Bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ nè, thờ Đức Phật còn tại thế có đấu tranh không? Tuy giáo pháp Đức Phật còn hiện tại, Đức Phật còn tại thế, Đức Phật dạy những quốc vương đại thần, nhưng mà các nước vẫn đấu tranh. Quý vị coi lịch sử có đấu tranh không? Rồi á, tăng đoàn Đức Phật có đấu tranh không? Đề Bà Đạt Đa còn dám thị hiện, muốn gọi là giành cái địa vị của Đức Thế Tôn. Đó, Đức Thế Tôn muốn dám giành địa vị của Đức Phật. Nói vị coi, không chi là giáo pháp Đức Phật gần 3.000 năm nay, con người nó biến chất cỡ nào rồi, nó thay đổi qua bao nhiêu triều đại, căn tính con người theo cái vật chất phát triển đó mà biến chất cái tâm tính của mình. Thì dù là đi tu đâu phải phát tâm như ngày xưa. Ngày xưa người ta phát tâm đi tu, người ta vô rừng rú, người ta đi tìm thầy học đạo, người ta gặp cọp sói rắn độc, người ta bay, người ta lộn mèo, người ta quyết chí người ta tu. Còn bây giờ mình vừa phát tâm đi tu, vừa có gặp con rắn chạy ngang, mình nói ngày nay ngày không tốt, đi vô nhà lại. Căn tính mình đã hoàn toàn thay đổi. Như ngày Hư Văn thôi, đi đến chùa xin tu, thầy ông đóng cửa chùa lại, bắt ở ngoài chờ mưa gió nguyên một đêm, quỳ ở ngoài, quỳ suốt ngày đêm. Còn mình bây giờ đi đến chùa mình đóng cửa, nó đứng ngoài chùa, nó cầm đá nó liền, nói ông thầy ác, tao mà tu với mày á, chữ sùm luôn. Vì coi bây giờ nó chữ tá lả âm binh, mà thầy gì nó cũng chữ tá lả âm binh chứ, thấy không? Nên trong kinh có thường bất khinh Bồ Tát á, nói một câu, ngài bị người ta lấy đá lấy đất liền, thì cứ dùng cái câu tôi không dám khinh mọi người vì mọi người sẽ là Phật của tương lai. Thấy không? Họ được khoác lên mình chiếc y áo của Phật á, thật giả gì không biết, nó cũng có cái nhân duyên đó. Chứ không tự nhiên nó bằng cái y của Phật. Cái vị không ngoài đời kêu bị đắp y của Phật lên bị dám không? Mấy vị cũng không chịu đắp nữa. Mà tại sao họ đắp? Vì họ có cái nhân tố đó. Họ có nhân tố đó trong đạo nên họ mới đắp y của Phật.
Thấy không? Tại sao nhà Đức mua cái khăn màu vàng tặng cho quý vị? Vì nhà Đức mong quý vị cũng có cái duyên với cái y của Phật á. Thấy không? Giống giống mình thấy chưa? Đó. Kỳ sao cái y cũng là cái màu vàng tương đối giống giống của y áo Phật. Tặng quý vị toàn là cái màu gì không à? Vì dù cỡ nào cỡ như Đức thấy cái y áo của Phật là phước báo. Người xuất gia người ta cúng dường cung cung kính kính đúng không? Đó. Nên người hàng cư sĩ mình có ai mà người ta nói cúng dường mình mà tao quỳ xuống đâu. Vì mà người xuất gia dù cỡ nào đức hạnh không đức hạnh gì, nhưng mà người ta quỳ xuống người ta cúng. Thấy không? Đó. Nên đó là cái điều á, chúng ta học Phật cái góc độ mình phải sâu sắc. Để bản thân mình lo gầy dựng mình nè. Chứ không phải mình là hàng cư sĩ á, mình đi tối ngày mình đi soi bói quý thầy quý sư cô. Nên những cái người á, mà đi soi bói quý thầy quý sư cô đồ đó, ghép hình ảnh đồ để nói người ta trên mạng đó, quý vị chờ xem. Vì không có đặc biệt gì đâu. Mình là cư sĩ mình lo mình chưa xong mà, kệ để cho nhân quả xử lý họ đi. Họ đệ tử của Phật để Phật sắp xếp họ. Đúng quý vị? Quý vị nhớ xã hội có pháp luật, người ta làm sai để pháp luật xử lý người ta. Rồi kế pháp luật nữa, xa hơn nữa thì có nhân quả trong nhà Phật. Quý vị cứ yên tâm đi. Nên họ có nói gì, họ có lý luận, họ có biện luận với nhau, mình đừng có xen vào. Họ dùng biện luận để mà đấu qua đấu lại nhau chứ. Rảnh ở không, khỏe mà. Mai mốt bệnh rồi đi, rồi lúc đó thì tự nhiên sẽ niệm Phật. Còn bây giờ rảnh thì có miệng chơi nhau thoải mái. Bây giờ xã hội ta nói là tự do biện luận mà. Nước chúng ta còn được cái sự câu thúc này cao độ đó. Chứ nếu mà bên Mỹ là người ta thoải mái, người ta giảng pháp luôn đó. Nó không có cái việc đó đâu quý vị. Thấy không? Nên nhiều vị thầy người ta đi qua bên Mỹ là tại sao? Vì người ta qua bên đó người ta giảng thoải mái. Nhưng thoải mái cái gì nó cũng phải có giới hạn của nó. Chứ bản thân mình phải tự câu thúc mình. Chứ mình đừng có thấy cái chỗ quá thoải mái mà mình cũng nói tự do quá cũng không được. Thấy không? Nên cái đất nước như mà đất nước mình có sự quản lý cũng tốt, giúp cho mình cỡ nào mình cũng dừng lại một chút. Nếu như cái tính nhận đức mà qua bên Mỹ chứ đừng sạc tá lả âm binh người ta hết trơn, cuối cùng cũng tạo khẩu nghiệp. Có tốt cái gì đâu, mình sạc người ta sạc mình đó quý vị ơi. Hiểu không? Nên nhận đức nói cả đời nhận đức không đi nước nào, chứ tôi ở nước Việt Nam. Trong lòng mình luôn luôn nghĩ nước mình là số 1. Mình ở nước mình phải cho nước mình là số 1. Mình học với thầy mình thì mình mới nhìn nhận sâu sắc. Mình khoan nói thầy mình số 1. Tại vì sao? Vì mình học với người đó mình được lợi ích gì hay không? Mình nghe người đó mình được lợi ích gì hay không? Lúc nghe thì mình thấy nó hay, nhưng lúc mình gặp nạn mình có giải quyết được không nè? Này là cái quan trọng nè. Còn bạn chưa gặp nạn gì, bạn làm sao bạn biết Phật pháp là hay? Tôi mười mấy năm học Phật tôi thấy Phật pháp hay thiệt á. Nói thiệt, trong mười mấy năm nay tôi học Phật tôi cũng đâu phải không gặp nạn. Tôi gặp chuyện này chuyện kia tùm lum, nhưng mà tôi thấy Phật pháp hay đó. Công nhận hay thiệt á. Quá hay. Tại quý vị, mọi người tự nhận thức Phật pháp thôi. Riêng những thứ học Phật thì Đức thấy Phật pháp hay. Hay vô cùng hay luôn. Tại vì sao? Quá hay luôn á. Các vị coi, ở đâu mà lớp 3 thôi mà tự nhiên nói chuyện rầm rầm làm bao nhiêu chuyện, các vị thấy Phật pháp hay không? Như cỡ những đứa ở ngoài đời đi giác công đoàn, đi mà gọi đi làm việc chân tay, chứ đừng có nói mà làm việc giảng dạy, không có chuyện này đâu. Thấy không? Mà những đức lên được là do gì? Công chúng người ta tiếp nhận những đức mà lên đó quý vị. Tiếp nhận mình mà lên á. Chứ bây giờ mình có bằng cấp gì đâu mà mình dám ra mặt. Là do gì người ta đẩy mình lên từ từ mà lên luôn đó. Nên những đức cũng cảm ơn mấy chị. Thấy không? Mấy chị đưa tôi lên á. Rồi một ngày nào mà không nghiêm túc thì mấy chị kéo xuống. Chứ sao? Mấy bà này không đơn giản đâu. Mấy bà đưa lên được rồi bà kéo xuống đó. Bà mà kéo xuống rồi bà nhéo mọi cái người, bà nhéo một cái không còn miếng thịt luôn. Còn xương không. Mấy bà cũng không đơn giản, mấy bà mang gú cao không mà.
Lúc này là do mấy bà đi tu, bà mang dép thấp đó. Nhưng mà khi mình mà làm điều gì sai là mấy bà đi đến mới gặp là mang dép cao. Để làm chi? Bà kéo xuống bà dặm, dặm dẹp lép, chết queo luôn. Nà, nhưng thôi, ông thầy ông hướng dẫn mình á, lúc mà mình nghe mình được lợi ích bao nhiêu thì mình cảm ơn bao nhiêu. Nhưng nếu ổng có gặp cái nghịch cảnh, nghịch duyên cuộc đời gì của ổng á, thì cái đó là trong con đường tu ai cũng có nạn. Hiểu không? Đó. Nên á, mỗi một con người mình quý vị học đạo tâm khoan dung rộng chút thì nó đặc biệt lắm quý vị ơi. Những đức khi cũng tính khí nói chuyện nó cũng cao gác lắm chứ không diễn đâu, nói tiếng cao á. Nhưng mà thật sự quý vị, mình sống với con người mình hiểu rồi, mình nên sống làm sao cho lương tâm của mình thấy nó thoải mái. Nên có nhiều người hỏi Những Đức, thầy có sợ ma không? Những Đức nói tôi làm gì sợ ma, ma quỷ gì làm gì mà tôi sợ, tôi có làm gì nói đâu mà tôi sợ, chứ tôi có đối xử tôi ác với ai đâu mà tôi sợ ma sợ quỷ. Mấy người do mấy người làm việc gì không phải mấy người mới sợ ma sợ quỷ. Tôi có làm gì không phải đâu tôi sợ ma sợ quỷ. Ma nó gặp tôi nói mày ở đâu đến đây. Hỏi từ đâu đến đây, trả lời tao nghe đi coi. Tại vì mình có làm gì nói đâu, chứ mình có hại ai đâu quý vị. Bây giờ Phật tử về đây đông gì, quý vị thấy Những Đức có làm điều gì trắng lột tiền bạc đi không? Mà Những Đức mà sao đủ sức trắng lột tiền bạc, hiểu không? Lùng xỉn hô hốc và trắng lột ai à. Rồi quý vị coi Những Đức có gạt gẫm lấy tiền đi không? Bao nhiêu con người luôn á, chứ không phải riêng quý vị ở đây không, Những Đức có bao giờ gạt gẫm quý vị lấy tiền bạc gì đâu. Nhưng vì làm tốt Những Đức điêu lên thôi. Cho nên Những Đức cũng ăn mấy buổi cơm này, làm việc cũng chết mồ nó, vậy mà còn nói dòng gió gì nó. Nên từ nơi đó mình nó nghe đạo á, mình phải làm sao mình sanh phước duyên á. Còn cái gì mình không hiểu thì mình đến tặng nơi đây này mình tìm hiểu. Chứ mình đừng có bao giờ ở phương xa, mình chưa có được thiên nhãn thông đâu. Thấy không? Mà mình có được thiên nhãn thông mình cũng chưa đạt nữa, vì mình chưa có được túc mạng thông, mình làm sao hiểu được. Nên từ nơi đó mình nên xác thực làm chút. Nên nhiều Phật tử về đây nè tu tập, bị tìm hiểu chùa mình hết trơn không? Chứ ở đây luôn mà, thấy mỗi ngày thấy rõ hết trơn mà. Mà đâu phải một năm đâu, hiểu không? Nên quý vị ơi, chúng ta đến với cuộc đời này, cái hạnh phúc nhất của chúng ta là chúng ta hướng thiện cho nhau, rồi chúng ta khuyên ăn chay niệm Phật, hướng với nhau về thế giới cực lạc. Điều này là mình thấy mừng rồi. Cuộc đời này cả đời chúng ta đi chung được rồi, thấy không? Thấy vui rồi, thấy hạnh phúc rồi. Những điều như Đức chia sẻ với quý vị, bao nhiêu dữ liệu nó để lại hết trơn rồi đó, quá trời nhiều. Rồi tượng Phật đồ cho thỉnh thờ đồ, nhà có tam bảo hết trơn, có phương pháp tu hết rồi. Không tu được thì gán chịu, đâu thừa ai, thấy không? Còn mình đi đến chùa mà ông thầy với mình ăn chay niệm Phật là đúng rồi, không có gì sai chứ á. Nói nhân quả cho mình nghe là đúng rồi. Đó, nên dặn quý vị tuyệt đối không có đụng tới cái chuyện quý thầy quý sư cô. Hay bản thân Những Đức có bị ai nói cái gì, ai chửi cái gì đừng có xen vào. Ồ, tôi nói thiệt, tôi là dạng đàn ông mà nói từ ngoài đời mà nói là phiêu bạc. Sống là nói thiệt chứ đơn độc mà sống. Tôi không phải dạng yếu ớt đâu mà đi đem quý vị ra để làm bàn, không có cửa đó đâu. Tôi sống là cuộc đời tôi là đôi tay tôi là tự làm, đôi chân tôi tự đứng. Tôi không cần ai làm bàn cho tôi để thế đạn cho tôi chứ. Tôi không sống vậy đâu. Nên cái gì mà ai tôi bụp ai, người ta bụp tôi có quyền, có khả năng hay không có khả năng là chuyện của tôi, không nhờ ai chứ nghe. Thấy không? Làm những điều giúp người đó là giúp người, nên tôi không bao giờ tôi đem phái nữ này quý mến tôi mà đem ra để làm bàn hết chứ, không bao giờ. Còn cái chuyện á, người ta là phụ nữ đến chùa tu học, hết lòng mà khuyên người ta để người ta có hạnh phúc gia đình, chứ không có bao giờ mà thấy vào cái sự nhẹ dạ người ta mà dùng lời đường mặt khéo léo đi mà mình á,
mong vật chắc gì. Thật sự đối với Phật sự thì tin chắc là Phật pháp thấy rõ ràng, việc mình làm Phật thấy. Còn nếu như mình dùng những lời này lời kia khéo léo thì đó giỏi lắm là phan duyên mà có, thì cũng có tai họa phiền phức, có được cái gì, hiểu không? Nên những đức thường khuyên mấy cô về chùa về làm tròn trách nhiệm làm vợ cho tốt vậy thôi. Mình là người đệ tử học đạo, cứ áp dụng đạo pháp vào cuộc đời của mình đi, vậy là tốt rồi. Ngưỡng mộ ai trong cuộc đời này, mai mốt cái thằng này nó bỏ bác tử rồi, nó sình thúi rồi. Mình giỏi lắm là quý trọng nhau là vì cái lời dạy mình có lợi ích, mình nghe để mình áp dụng thôi, đừng có mang tâm ngưỡng mộ gì quá cao độ. Quý trọng để mà nghe đạo tu hành giải thoát thôi. Coi cô kêu gặp những đức á, cô nói thầy con ngưỡng mộ thầy lắm. Những đức hỏi ngưỡng mộ tới đâu? Không, xong á cô nói ngưỡng mộ dữ lắm. Những đức nói vô đây một chút thôi. Rồi xong bác nói đi. Những đức nó nam mô với đạo Phật được rồi á, thấy không? Cái đó là ngưỡng mộ quá hơi tệ rồi đó, thấy không? Ngưỡng mộ là nghe đạo tu, tự nhiên ông thầy kêu vô đây một chút coi cũng vô, không có được, hiểu chưa? Nên đó là cái mà mình phải nhận thức sâu sắc nha quý vị. Nó tại vì ông thầy cũng là phàm tăng, nó, ổng cũng tăng tăng nữa, hiểu không quý vị? Quý vị thì được quyền tăng tăng với chồng mình á, chứ mình đừng có đi gặp mấy ông thầy mình tăng tăng làm chi, nó là tội lỗi. Còn cái chuyện của ổng là cái chuyện của ổng, kệ ổng, ổng tăng 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 gì chuyện của ổng. Chuyện của mình là hàng Phật tử mình làm vai trò, mình được quyền tăng tăng với chồng mình á, chứ mình tăng tăng với xã hội á, hiểu chưa? Còn mình đi đến chùa mình công phu công quả, mình hộ trì gì đó là cái nhân duyên phước báo của mình. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Chứ mình đừng có làm xong mình đi kể lễ, thấy không? Quý vị học đạo, quý vị coi trên mạng, quý vị cũng giác ngộ. Bao nhiêu Phật tử tán thán khen, cuối cùng nó dẫm xuống chân, nó chửi tá lả âm binh, không nghe. Nhìn từ đó mà rút kinh nghiệm đi. Cái vết xe đó hãy nhìn đó mà để học mặt trái, đừng có đi theo vết xe đó tiếp tục dạy khờ. Những đức bây giờ cũng có một lượng Phật tử rất là đông quý mến, nhưng những đức đều dạy rất là kỹ. Đó là kinh nghiệm nhìn thấy của tôi, chứ không phải là ai dạy tôi cái gì. Kinh nghiệm nhìn thấy rõ ràng. Cái vị không thấy hả? Thấy đa phần những người nổi tiếng bị chữ là hai phe chữ nhau đó, tăng bốc chữ bụp 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 với nhau, cầm dao chém sẹt sẹt với nhau. Nói quý vị thấy không? Có một cái ngôi chùa, hai ông thầy dành chùa, mà tới pháp luật luôn vẫn dành chùa. Phật tử đi đến chùa là ai Phật, thì phe kia kéo vô, mà ông thầy dẫn thêm nhóm cư sĩ kéo vô. Rồi cuối cùng muốn xã hội đen đuổi ông thầy này đi. Những đức nói bị nghe, chữ Phật là chữ giác. Dù trong ngôi chùa đó họ có làm cái gì, bị đi đến bị lại Phật thì cũng là học Phật. Nhưng mà nếu là cái ngôi chùa mà đã là như vậy thì không có cái gì để dạy mình, thà mình thờ Phật mình ở nhà cũng được. Đúng quý vị. Bây giờ quý vị coi những đức hướng dẫn quý vị, nếu như một ngày nào những đức đi đấu đá với mấy anh em thì quý vị đừng có học những đức nữa. Tại vì học những đức được cái gì, không lẽ học được đấu đá. Những đức không có gì để giải vị chứ. Nếu sau này anh em mà ổng lướt qua mặt những đức mà những đức bỏ đi chỗ khác thì vì cái nên học. Nếu còn những đức có được cái nhân duyên đặc biệt thì không có ai dám đụng những đức đâu. Còn nếu như mấy anh em mấy ổng hơn những đức thì mấy ổng cứ làm đi. Những đức đi đến nơi khác hành đạo. Hết hồn. Ông này ngồi kế bên la tôi hết hồn trời. Hiểu không quý vị? Nghe nhớ nghe không? Chứ không phải là sau này quý những đức đụng với ai kéo cả đám đi theo. Tào lao. Kéo theo chi ạ? Học Phật là mình kéo về cực lạc, chứ không phải là đi hơn thua với nhau. Miễn bàn. Hiểu không?
Cái chuyện mà mình sống với nhau, người tu có chuyện đụng chạm thì dùng lời nói để cởi mở ra. Có gì thì dùng lời nói cởi mở ra thôi là xong. Còn nếu có sức thì giọng nhau vài cái. Mình kiếm cái chỗ nào vắng vắng mình đóng cửa lại mình chơi. Xong rồi mình bước ra mình đi chơi đắp thuốc. Chứ giờ mình đi ra công chúng mình giọng nhau làm chi quý vị. Không, thật sự mà nói thì trong cuộc đời này có những cái cũng giải tỏa nhiều cách. Nếu cần thiết thì rủ nhau hẹn nhau chỗ nào đó, rồi mình đóng cửa lại, rồi mình xử lý nhau một cái, rồi xong mình bước ra chuyện ai nấy làm. Phật tử cũng không ai biết đâu quý vị. Chứ bây giờ mình đi ra công chúng mình làm gì làm chi, hiểu không? Còn nếu như mình thấy rằng cái cõi đời này có giành giật được gì đâu, cái thằng này nó còn bắt tử nó bỏ mình, thì nếu mình hiểu sâu sắc được gì thì thôi chúng ta tự buông xuống sao cũng được chứ á. À, nó rõ ra là những đức ông thầy cũng chịu chơi lắm nghe quý vị. Nó rõ ra là thật sự vậy luôn á. Vì thấy không, cái khi mà Tết nhất á, mà thấy quý vị ở ngoài đời, cái quý vị cũng không có được vui vậy. Nên nghĩ cho quý vị, ngồi ở đó chứ có bước ra chơi cái gì đâu. Vì mà ngồi ở đó mấy bà trước mặt tôi, mấy bà lấy chảo lấy nồi và hắt vô mặt tôi. Tôi ngồi đó bình thường mấy bà thấy tôi có gì đâu. Phải chi mà mấy bà vui chơi vậy mà tôi chạy ra tôi vui chơi thì nói ông thầy này vô duyên. Còn tôi ngồi đó tôi cho quý vị vui. Quý vị chảo nồi bị liện tá lả âm binh, miễn đừng có trúng vô mặt tôi thôi. Đắp vô, đắp ra, đắp vô, kệ. Mà có không? Nó có mà. Vậy là quá nhiệt tình rồi còn gì nữa? Còn gì nữa đúng không? Như người ta ai mà đi ngồi đó làm gì? Mà tôi không ngồi ở đó làm sao có thời gian? Ở đây làm tớ luôn rồi ai quản lý được? Tôi ngồi đó nên tôi nói một hai bài gì cho nó vui vui, cho mấy bà vui mấy dịp Tết. Xong mà nghỉ nghe. Tôi nói nghỉ là nghỉ thấy chưa? Ngồi đó nói rõ ràng chưa? Nên từ nơi đó mình học Phật trong cái thời cuộc này, người học Phật mình là bậc nam nhi cũng phải có cái nghĩa khí của đàn ông một chút, hiểu không? Thật sự mà nói, người như vậy sống cuộc đời cũng có ý nghĩa. Tôi không có nói tôi hay ho gì, nhưng mà nói về đàn ông, tôi là người thật sự tôi cũng gan lắm á. Không giỡn đâu. À, nếu mà nói về ai ăn hiếp tôi phải đúng chỗ đúng nơi á. À, ăn hiếp tôi mà không đúng chỗ đúng nơi là kẹt á. Ừ. Không, những đức mà nói cái chuyện mà lớn gì không biết mà áp đặt như đức là khó lắm á quý vị. Không có dễ đâu quý vị ơi. Tại vì đức nó ngang ngang chịu không có nổi. Nó ngang ngang chịu không nổi đó. Nên là lớn gì mà để cho những đức mà thấy phục được thì được. Không kệ tôi là phàm phu tôi vậy đó được không? Nghe không? Tôi áp cái chữ nhẫn trong nhà Phật khác. Cái chuyện đó tôi áp dụng khác. Thật sự mà nói lời nói trong Phật Pháp á, lời nói là của con người nói. Nói thì sao thấy phù hợp vào con người mà người ta chấp nhận được thì nói. Miễn sao lợi ích cho người ta thì nói. Chứ thật sự thì tất cả cái giảng pháp đều là ông thầy nói mà. Vì đọc ra đoạn kinh, ông thầy này giảng gì, ông thầy kia giảng nọ, sư cô kia giảng khác. Vì biết cái đoạn kinh này ai giảng đúng. Cái đúng là ngay cái cuộc đời quý vị khi nghe, quý vị cảm giác và bị áp dụng làm sao được lợi ích thì cái đó là đúng thôi. Đúng quý vị. Đó. Nó người hoằng pháp chứ pháp nào hoằng người là gì đó quý vị. Đó, những điều như đức giải thích vị nghe rất dễ hiểu đúng không? Dễ hiểu mà. Nên mình học Phật làm sao mình có cái góc độ nhận thức quý vị. Đi đến chùa mà nghe gì thì những đức nói đây là lời chân thật tặng đáy lòng. Quý vị nghe quý vị không có tác dụng phụ. Chứ đừng có bao giờ đua theo. Nó đó là những đức nói trước đó, chùa mình bây giờ 3-4 điểm chùa nổi bật ghê ai biết được. Sau này nó cái gì xảy ra? Chùa toàn là chùa lớn không mà, chùa đẹp không mà, chùa Phật tử đến đông không mà. À, cái thùng Tam Bảo cũng tương đối được được. Mà cái thùng Tam Bảo được được thì ai mà biết được. Cái sự đấu đá nhau là danh lợi mà. Cái danh lợi biết ai mà vượt qua được lắm. Đời những đức đời hòa thượng còn gì thì nó ổn gì. Ai biết đời hòa thượng qua đi, những đức với các sư huynh anh em có gì không? Những đức dặn trước tuyệt đối không, tôi không bao giờ tôi dặn mấy bà theo đâu. Không bao giờ, tại vì sao? Cái chuyện mà hướng dẫn Phật Pháp, khuyên niệm Phật vui vẻ thì tôi dẫn đi cho nghe vui đó. Còn cái chuyện mà tôi mà đụng chạm với ai là đố mà có một bà nào đi theo. Có chuyện này đâu. Thấy không? Đủ khả năng.
Mình chơi với người ta thua người ta thì mình chịu chứ khóc làm gì, đúng không quý vị? Đó. Nên có ông này ông nuôi con, ông thằng con trai mà sau này con không thành đạt. Hồi cấp còn nhỏ nó đi ra đường nó chơi người ta đánh nó về nó hả họng nó khóc, ông tán vô mặt thêm hai cái. Hôm nay mày chơi với người ta đánh mày mà mày khóc, mày có khả năng mày chơi với người ta mày khóc làm gì? Ông luyện con ông sau này con ông mạnh mẽ, nó không có tùy tiện. Mày thua người ta thì mày chấp nhận mày thua, kỳ sao mày rút kinh nghiệm lại hả họng mày khóc với tao làm chi? Thấy không? Mà sau này thằng con không có giỏi quá trời giỏi luôn. Tại vì nó có năng lực sống quý vị. Nó mọi người có cách dạy khác nhau. Những đức hướng dẫn Phật tử, hướng dẫn các cô, các chú đều là cái gì? Đều là một tư tưởng rất mạnh mẽ. Hiểu không? Chồng tát vô mặt cái hả họng khóc. Khóc làm gì? Khóc giải quyết được vấn đề không? Mình khóc là do gì? Cái tình cảm mình quá hết lòng vì người ta. Mà tát vô mặt mình cái là nó động cái tâm của mình. Mình tại sao mình đối xử với ảnh gì mà ảnh đối xử với mình vậy? Mình đối xử với người ta vậy, người ta đối xử với mình ngược lại. Nó mới là định luật nhân quả, nó có thuận có nghịch chứ. Hiểu không? Hả họng khóc gì? Từ nay đừng khóc nữa. Hoặc là chồng chửi mình thì mình hãy lắng nghe. Mình nghe coi nó chửi mình có cái gì hay không mình học. Chửi cũng hay nữa quý vị. Thí dụ như giờ mình đi đến chùa đi, mình ngồi nè, mình kiếm chỗ ngồi đi, viền chồng mới nói mình: em á nghe, đi vô chùa tu ban đầu á anh thấy được, mà tu giết rồi em thành cái gì à? Giết rồi em đi vô chùa em gì đó, anh thấy không có được đó nghe. Mình làm gì mình đau lòng, người ta nói đúng rồi còn cái gì. Đó là có thằng chồng nó nhắc nhở là tốt quá rồi. Ví dụ như mình làm chồng người ta đi, vợ mình đi đâu mình nói có chồng có con rồi đó nghe, hành động làm sao á mà cho nó được đó, chứ mà có cái gì rồi đừng có trách tôi á. Tôi nói nhớ kỹ nghe, những gì tôi nói nhớ kỹ đó. Nó nên đàng hoàng nghiêm túc, tôi thương là thương thật lòng, nhưng mà lãng quạng là đừng có trách tôi á. Nói một câu người ta thấy cũng ớn, như mấy cô chùa như thế này, đừng có giỡn mặt, tôi vui bình thường thì ấy, chứ nếu mà lãng quạng á, tưng tưng lãng quạng á, đi tu rồi mà gặp trai còn gỡn gỡn á nghe, chết. Không, không có nói giỡn chơi đâu. Dù là nhà Đức không có với nhà bếp đó, nhưng mà giỡn là thành cái tật là quen. Khi mà nhà Đức biết được là kẹt lắm á, không có giỡn đâu quý vị. Nên từ nơi đó phải biết sợ chứ. Mình là người tu trong chùa thì như thế nào, như những Đức ngồi chơi thì những Đức chọc cho cười thì còn có thể. Chứ mình là người tu mình hiểu, mình giúp nhau, hỗ trợ nhau. Còn khác phái ngoài đời vô tự chánh, không có lạng quạng với người ta. Mấy chú vô chùa cũng không có lạng quạng. Tại vì sao? Mình phải nghiêm túc. Mình muốn lạng quạng gì mình ra ngoài đời mình lạng quạng. Đúng không? Nên thì hôm có một cái cô đó 30 mấy tuổi, 22 tuổi, gặp Như Đức nói: thầy, con quý thầy quá. Còn nhiều người lắm quý vị ơi, Như Đức bây giờ cũng nhiều người thích. Thầy cho con hôn một cái đi. Nó nói gì đó quý vị. Thì Như Đức nói vậy nè: 15 năm về trước là tôi xử lý bà, thấy không? Còn 15 năm sau tôi gác kiếm, thấy không? Thôi được rồi, có cảm giác gì đâu, thấy không? Ngày xưa còn thấy cảm giác nhau, còn gương mặt bà chồng bà hung tan nát hết trơn, có cảm giác gì đâu. Thôi niệm Phật đi, hiểu không? Bà cũng đang ngồi đây nè. Ta cười sặc sặc kìa, có gì đâu. Thôi thật sự người ta nghe mình viết, người ta quý vị thích. Cái người phụ nữ mà trong cái quý mến tôn trọng nó sanh tình cảm, nó cẩn thận nghe chưa. Cái ngưỡng mộ đó, đó nó không phải đơn giản đâu. Ngưỡng mộ quá nó sanh tình cảm ẩn ý bên trong. Nên dẹp cái tâm đó nghe chưa. Dẹp cái tâm đó đi để mình trở thành người phụ nữ trung thị đối với chồng.
Đó là cái quan trọng đó. Nên không có bao giờ mà nhà Đức đâu bao giờ đi đâu mà nói là mà mấy cô Phật tử mà đi theo đâu, hoặc là không có đâu quý vị ơi. Tại vì sao? Mình biết mà cái tâm tôn trọng, quý mến, ngưỡng mộ với nó ẩn ý tình cảm. Ẩn ý đó nguy hiểm lắm. Mình có ngày mình ý ẩn luôn. Qua wow. Nó nên á, chùa bao nhiêu trăm bà già, rồi bao nhiêu cô, bao nhiêu chú đi theo mình, bản thân của mình cố gắng quý vị, hiểu không? Và chúng ta làm sao mà cả đời mình gì nè quý vị, cả đời mình học đạo gì nè, kệ cuộc đời thì có sự thay đổi về hoàn cảnh, nếu mà có duyên phước thì cả đời được gì thì quá hạnh phúc rồi, hiểu không? Hoàn cảnh có sự thay đổi nhưng tâm của mình đừng thay đổi với Phật A Di Đà, hiểu không? Nhớ tâm mình đừng thay đổi Phật A Di Đà vậy ơi. Bữa nay 15 rồi ha, 2 ngày nữa chúng ta lễ Quan Âm Bồ Tát rồi đó. Phát tâm nhiệt liệt lên quý vị, thấy không? Thời điểm tịnh độ đang hừng hực, chúng ta lại sanh cùng thời với nhau, phát động chương trình này lên, đúng không? Nó nhiệt liệt hết mình để cuối cuộc đời chúng ta đi gặp Phật A Di Đà, chúng ta cảm thấy hãnh diện, đúng không? Không, quý vị thấy an lạc thiệt hả quý vị? An lạc không? An lạc không? An lạc là vui vẻ đó, phải không? Nên từ nơi đó thôi, mình nói chuyện mà thấy gì hạnh phúc quý vị. Nói chuyện mà người ta vui, mình thấy mình vui ghê nghe. Tim nhảy dù dù luôn vậy kìa. Cả đời trao nhau trái tiêu cái vậy. Hứa đến Phật A Di Đà vậy ơi. Hứa trái tim đến Phật A Di Đà nghe. Hứa với A Di Đà Phật là lúc nào cũng an lạc cái quý vị. Chúng ta còn bị bỏ rơi chứ tuyệt đối Phật A Di Đà sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Đúng không? Nếu mình hứa với A Di Đà Phật là Phật A Di Đà không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chắc chắn quý vị luôn 100%. Thấy không? Chúng ta còn có thể gạt nhau như Phật A Di Đà không bao giờ gạt mình. Tin 100% chúng ta niệm Phật cả đời thì Phật sẽ rước mình. Cứ bám chắc câu Phật hiệu đi. Cứ ôm chân Phật A Di Đà đi. Ôm chân Phật A Di Đà, Ngài không có cười quý vị đâu. Ngài không có chọc quê mình đâu. Phật A Di Đà ngày đi quý vị ôm chân theo, ngày kéo mình đi tuột theo. Nghe chưa? Nhớ nghe. Ôm chân Phật A Di Đà, hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó ôm cho chắc. Vậy thì chắc chắn đời này phải về cực lạc gặp nhau. Chúc bị an lạc vậy ơi. Chúng ta cười lên cái cười. Thật sự cái này là cái niềm vui mà gọi là hưng khởi quý vị. Nhớ nghe, tuần này thứ bảy chủ nhật vẫn là bình thường, khóa tu bình thường, tại chúng ta lễ Quan Âm Bồ Tát thứ tư thứ năm. Nên thứ sáu là 20 là bên đây. Cái cộng tu buổi sáng của chúng ta là vì Phật tử qua đây. Rồi thứ bảy chủ nhật chúng ta trở lại bình thường luôn. Tính ra cái thời gian nhà Đức hướng dẫn tu cho quý vị là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật luôn. 5 ngày. Quá nhiệt liệt quý vị ơi. Đây là đại sự nhân duyên nha quý vị ơi. Nắm bắt cơ hội.
Đời này về cực lạc. Rồi vô tay chấp tay rồi hước. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.